mỗi tháng thì sẽ có một vài ngày mà Diêm trở nên dễ thay đổi cảm xúc hơn bình thường. Sự thay đổi của hormone trong cơ thể khiến cảm xúc của Diêm nhiều khi cứ như là một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy. Ví dụ như là đang rất bình thường, Diêm có thể bỗng dưng muốn khóc, Diêm cũng thấy tức giận dù chẳng có ai làm gì mình cả. Diêm đột nhiên cảm thấy bản thân mình xấu xí vì nổi rất nhiều mụn. Diêm đột nhiên thêm một chiếc bánh ngọt, rồi tự nhiên Diêm thấy tủi thân vì không ai mua bánh ngọt cho mình, mặc dù bình thường là Diêm hoàn toàn có thể tự đi mua được. Diêm cũng không muốn hòa mình vào đám đông ngoài kia, Diêm muốn yên lặng một mình. Có khi những cảm xúc này nó vô lý đến nỗi là Diêm không hiểu tại sao mình có thể có nhiều cảm xúc lên xuống như thế chỉ trong vòng một ngày. Thường thì những ngày như vậy thì Diêm sẽ chậm chạp hơn bình thường. Diêm không thích ồn ào, cũng không thích gặp người lạ. Diêm thích ở yên một chỗ, Diêm thích ăn đồ ngọt, Diêm thích uống trà nóng nhiều hơn bình thường. Diêm thích coi những thứ cảm động rồi Diêm khóc. Diêm khóc vì một anh shipper được nhận một ly trà sữa nóng vào ban đêm. Diêm khóc vì một lá thư kể với bố. Diêm khóc vì một chuyện tình. Đây là một kiểu khóc rất thoải mái, nghĩa là mình khóc mình không có áp lực gì cả, mình chỉ đơn giản là cảm động và mình khóc thôi. Sau khi tìm hiểu thì những biểu hiện này gọi là premenstrual syndrome hay còn gọi là PMS. Khoảng 85% phụ nữ sẽ trải nghiệm một số biểu hiện của PMS. Nó bao gồm những biểu hiện như là cảm thấy dễ tức giận, dễ khóc, dễ nhạy cảm quá mức, như oversensitive, dễ thèm ăn, dễ mất tập trung, dễ phiền muộn và dễ đa sầu đa cảm. Mood swings là cái phần mệt nhất của PMS bởi cái sự gọi là unpredictable impact on mood của nó. Thì mình cảm giác bản thân mình cứ như là một cỗ máy tức giận khó chịu nhạy cảm mà mình không biết nó sẽ kiểu như là explode lúc nào. Điều này được cho là do sự tăng giảm của các hormones trong chu kỳ, đặc biệt là estrogen và progesterone. Thì hai cái hormone này rất là quan trọng và cũng rất là thần kỳ đối với nữ giới. Khi mà mình hiểu rõ cơ thể mình hơn đôi chút, mình cũng tìm được cái đứa để mà đổ tội và cũng hình thành được những cái hoạt động mà mình sẽ làm trong những ngày như vậy. Nếu Điểm cảm thấy cơ thể mình chậm chạp thì Điểm cũng không cố tỏ ra là mình hăng hái, mình làm được nhiều việc cùng lúc hay là bật dạc về nó. Mình cũng sẽ lắng nghe cơ thể và thực hành self-care. Điểm cũng sẽ off social media để giảm ảnh hưởng tới cái mood của mình. Điểm ít ra ngoài và Điểm ở nhà nhiều hơn. Và nếu có ra ngoài thì thường Điểm cũng sẽ đi một mình. Điểm luyện chữ, Điểm viết thư tay, Điểm nói chuyện với người quen thuộc, Điểm ăn những gì mà Điểm muốn ăn, Điểm đọc truyện, đọc sách, coi phim, nghe Adele hát xong lại khóc. Vậy nên là Điểm có thấy okay với cái việc mà mình có nhiều cảm xúc trong những ngày như vậy. Chỉ cần Điểm chịu hiểu và tìm ra một phương thức để sinh sống thích hợp với những ngày đó, và đặc biệt là không làm ảnh hưởng tới người khác, là Điểm thấy ok rồi. Chia sẻ với những cảm xúc mà nhiều người có thể coi nó là weak or oversensitive cũng không phải là một điều dễ dàng với Điểm. Nhưng một người mà luôn suy nghĩ tích cực, luôn vui vẻ thì cũng không phải là Điểm. Điểm muốn hiểu những khía cạnh khác của cảm xúc của một con người và học cách embrace nó. Thì lời cuối Điểm muốn nói là baby, it's okay to be emotional, to be this and that, to be đa cảm xúc, to be ưu phiền, nhưng đừng ưu phiền quá lâu. Okay, bye bye.